chính giữa cái chiếc mặt này thì như một hình trái tim luôn. Và đây là vân gỗ tự nhiên nhé. Nó có cái hình trái tim này là bởi vì là cái mặt sập này được tạo nên từ một cây gỗ liền xẻ ra. Và vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 25 tháng 12 năm 2020, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhà em có hoàn thiện lên xong mộc một chiếc sập ngồi trơn tam diện bằng chất liệu gỗ hương đá. Và đây là một sản phẩm của gia đình nhà bác Bính ở tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ, một khách hàng rất là gần xưởng của nhà em thôi. Thì hôm nay xong phần mộc rồi thì em có dựng lên lại một clip gửi lại bác Bính và gia đình xem được cái bộ sản phẩm mình nó lên mộc trông như thế nào. Trước mặt quý vị đây là tổng thể của chiếc sập đây. Đây là một sản phẩm hàng đặt hàng thửa của bác. Có những cái kích thước và thông số thì là rất là dày dặn. Chiếc sập này thì có kích thước là 1m6 x 2m quý vị nhé, 1m6 x 2m. Và toàn bộ phần dạ trước tiền cũng như dạ hậu này là dày là 10cm này. Phần chân sập là chân kích cỡ là 24cm. Đó, thì đây là một mẫu sập trơn nên là đục chạm rất là ít này, chỉ có chạm khắc một chút ở cái phần yếm vén này thôi. Đây là hình ảnh nho sóc quý vị này, hình ảnh nho sóc. Còn toàn bộ cái phần dạ tiền là để trơn và để chơi vân gỗ là chính. Đây quý vị có thể thấy vân gỗ tự nhiên rất là đẹp. Bên trên này thì là cổ liền và chặt tràng hạt rất là giá trị quý vị ạ. Đó, còn cái phần ván mặt này thì là có cái thông số kích thước là phần khuôn tranh này là dày 10cm, phần ván này là dày là 3cm quý vị ạ. Đây quý vị có thể thấy được chính giữa cái chiếc mặt này thì như một hình trái tim luôn. Và đây là vân gỗ tự nhiên nhé. Nó có cái hình trái tim này là bởi vì là cái mặt sập này được tạo nên từ một cây gỗ liền xẻ ra và ghép vào đối nhau nên là nó sẽ ra một cái vân gỗ như thế này. Đây quý vị này, đây là cái đường ghép của nó này. Đó, bên này đấy, đây là một cây gỗ khổ rất là lớn thì mới có thể làm được một chiếc mặt sập mà nó to, cũng như là cây gỗ rất là lâu năm thì mới cho ra được một cái chất vân gỗ đẹp như thế này, rất là lâu năm quý vị nhé. Nên là những chiếc sập trơn mà chọn vân gỗ hương như này ấy, quý vị dùng theo thời gian ấy thì giá trị nó càng ngày càng tăng lên và không bao giờ bị mất giá đi. Đó, đặc điểm của những cái gỗ tự nhiên này. Và cái điểm giá trị của nó nữa là giá trị ở cái phần vân gỗ này. Vân gỗ càng tự nhiên là càng giá trị. Đây em quay lại một lần nữa tổng thể của chiếc sập này cho khách hàng có thể hình dung được khi kê vào cái không gian phòng khách cũng như phòng thờ của mình. Cái dáng sập này thì rất là đẹp này, dáng sập này gọi là dáng sập chân quỳ dạ cá. Ngoài ra quý vị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 510 806. Quý vị mà xem mà yêu mến kênh thì đừng quên là bấm like và cũng như là đăng ký kênh để theo dõi được những clip sản phẩm mới nhất của nhà em. Những sản phẩm gỗ tự nhiên vô cùng giá trị và sang trọng trưng bày ở trong không gian nhà mình, càng dùng càng có giá trị. Và những cái chất liệu gỗ tự nhiên này thì quý vị phải biết là hiện nay là nhu cầu khai thác cũng khá là lớn, nên là trong một thời gian dài tới thì là giá thành nó chắc chắn là sẽ cao lên bởi vì là nguồn gỗ khan hiếm. Đó, nên quý vị nào mà hãy nhanh tay sở hữu cho mình những sản phẩm đồ gỗ nội thất bằng gỗ tự nhiên như này, vừa trang hoàng cái nhà cửa cũng như là vừa làm cái tài sản tích lũy luôn. Ok mọi người. Đó, em sẽ để link của hình ảnh chi tiết của những bộ sập này bên dưới video nhé, quý vị nhớ click để xem chi tiết. Ok mọi người.